Với cái sự tăng trưởng về mặt giá cả của đồng BNB trong thời gian gần đây thì có rất nhiều bạn muốn thường nói về đồng BNB, đồng Binance và đó cũng là đề tài mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital và trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ giá cả các bạn đã thấy được là giá cả của đồng BNB bắt đầu từ khoảng chừng là đầu tháng 12 giá cả của đồng BNB lúc đó là khoảng 4 đô la bây giờ các bạn thấy được là giá cao nhất có nghĩa là ngày hôm qua đã đạt được cái mức là khoảng 13 đô la cho một đồng BNB gần như là 14 đô la chúng ta đang nhìn vào biểu đồ của đồng BNB ở trên sàn Binance biểu đồ đến ngày giữa BNB và USDT Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu liên quan tới đồng BNB, đồng Binance ở trên trang web Missouri.io trước đây còn gọi là Onchain FX hay là OCFX các bạn thấy được hiện bây giờ là đồng BNB đứng hàng thứ 8 và nếu như mà chúng ta nhìn vào trang web Coin Market Cap trang web mà các bạn thường hay xem những tài liệu liên quan tới giá cả các bạn thấy được là hiện bây giờ đồng BNB cũng đứng hàng thứ 8 với tổng số vốn hóa là 1,8 tỷ chỉ đứng sau lưng đồng tether hiện bây giờ là 2 tỷ và trở lại trang web Onchain FX các bạn thấy được là hiện bây giờ tuy là tổng số vốn hóa của đồng BNB là 1,8 tỷ nhưng mà cho tới năm 2050 lúc đó thì tổng số vốn hóa của đồng BNB chỉ có 1,3 tỷ tại sao tại vì các bạn cũng đã biết là mỗi một quý như là mỗi một ba tháng thì đồng BNB một phần sẽ bị đốt đi và sau này tổng số đồng BNB chỉ còn lại cái mức là 100 triệu chúng ta một lát nữa sẽ nói tới chuyện liên quan tới đốt đồng BNB bây giờ chúng ta nhìn vào một số tài liệu khác khi chúng ta nhìn vào đồng BNB thì một số chi tiết chúng ta sẽ nói tới ngày hôm nay khi mà các bạn bấm vào Matrix thì các bạn sẽ thấy được là một số tài liệu liên quan tới đồng này. Như là các bạn thấy được là giá cả hiện bây giờ là 13 đô la cho một đồng BNB. Và chúng ta thấy được là trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, cái số lượng tăng trưởng của đồng BNB về mặt giá cả là 9,71%. Nhưng mà các bạn thấy được là một tuần vừa qua trong vòng 7 ngày đồng BNB đã lên 34%, một tháng vừa qua đồng BNB đã lên 88%, 3 tháng vừa qua đồng BNB đã lên 138%. Chúng mình thấy được đồng này là một đồng mà lên khá đáng kể trong khi thị trường phần đông các đồng đều đã đi xuống trong thời gian 3 tháng vừa qua. Và các bạn thấy được là hiện bây giờ thì giá cả cao nhất của đồng BNB là ngày 12 tháng 1 năm 2018. Lúc đó một đồng BNB giá cả là 22 đô la. Từ lúc mà giá cả lên cao cho tới bây giờ các bạn thấy được là chỉ xuống mức hiện tại là 13 đô la, nghĩa là chỉ xuống có 42,28%. Các bạn thấy được là đây là một con số xuống khá ít khi mà chúng ta nhìn vào một số đồng khác Khi mà chúng ta tính cái số mà cao nhất cho tới cái số hiện tại là bao nhiêu những đồng như là BTC các bạn thấy được là từ cái mức cao nhất cho tới bây giờ là đã mất đi giá trị là 81%, đồng Ethereum mất đi 91%, đồng XRP mất đi 92%, đồng EOS mất đi 84%, đồng Litecoin LTC mất đi 86%, Bitcoin Cash mất đi 97%. Và các bạn thấy được là một đồng mà nhiều bạn quen thuộc là đồng Cardano, đồng ADA mất đi 97%, tương tự như là Bitcoin Cash. Nhưng mà đồng BNB các bạn thấy được là chỉ mới có 42% Những bữa nào mà may mắn mua được đồng BNB ở cái mức giá thấp nhất ở thời điểm gần đây là 4 đồng 13 cent thì cho tới bây giờ những người đó đã lời được 216% Một con số lời khá đáng kể ở trong thời điểm bây giờ Thì đương nhiên giá cả đi lên thì nhiều bạn muốn biết được là tại sao đồng BNB lại lên giá trong thời gian gần đây Thì trước hết chúng ta sẽ nói tới một bài viết được chia sẻ bởi EWN Chúng ta sẽ nói tới một số lý do được chia sẻ bởi bài viết này Sau đó tôi sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về đồng BNB Và thường nghĩ tại sao đồng BNB lại lên trong thời gian gần đây Bài viết này thì nghĩ là cái giá trị của đồng BNB là gắn liền với lại CEO của sàn Binance và gắn liền với các hoạt động của sàn Binance. Điều đầu tiên bài viết này chia sẻ, điều thứ nhất đó chính là liên quan tới CZ của Binance. Khi mà con đi biết là Zhao Changpeng là CEO hay nhiều người gọi là CZ là một trong những CEO mà tương tác với cộng đồng nhiều nhất. Trong tất cả các sàn dịch hiện tại Thực sự mình nói là không có một CEO nào tương tác với cộng đồng nhiều hơn là Zhao Changpeng Thì bây giờ các bạn thấy được là tài sản của Zhao Changpeng dựa trên bài viết Forbes ngày hôm nay Cập nhật ngày 5 tháng 3 năm 2019 là tổng số tài sản là 1,2 tỷ đô la Và bây giờ nếu như tính theo xếp hạng thì Zhao Changpeng đứng hạng thứ 1818 của những người giàu nhất thế giới hiện tại Điều thứ hai mà bài viết này nói tới là khi mà các bạn sử dụng đồng BNB để mà trả phí khi mà giao dịch trên sàn Binance thì sẽ được giảm cho nên đó cũng là một trong lý do tại sao mà đồng BB có giá trị Thì đúng là trước đây đó cũng là một lý do tại sao mà nhiều người có nhu cầu lưu trữ đồng BNB dùng để trả phí trên sàn Binance Nhưng mà không nghĩ đây là một trong những lý do lâu dài tại sao đồng BNB lại có giá trị Tại sao? Tại vì các bạn nhìn vào tài liệu được đưa ra từ sàn Binance thì năm đầu tiên các bạn giao dịch trả phí với đồng BNB thì được giảm 50% Năm thứ nhì các bạn được giảm 25% và bây giờ chúng ta đang nằm ở năm thứ nhì tại vì năm nay này là năm thứ hai sàn bài đang hoạt động năm thứ ba các bạn sử dụng đồng bnb như đến năm sau năm 2020 thì các bạn chỉ được giảm có 12,5 phần phí giao dịch năm thứ tư năm 2021 các bạn chỉ được giảm 6,75 phần và năm thứ năm các bạn sử dụng đồng BNB để mà trả phí giao dịch, các bạn không được giảm bất cứ phần trăm nào. Cho nên lâu dài, sử dụng đồng BNB để mà trả phí giao dịch ở trên sàn Binance không phải là lý do tại sao mà đồng BNB có giá trị tại vì cuối cùng các bạn thấy được là sẽ không còn được giảm giá nhưng mà một lý do khác thường cảm thấy là đồng BNB có giá trị là tại vì công ty Binance các bạn có biết bây giờ ngoại trừ sàn Binance ra các bạn còn có sàn Binance Dex và sau này tôi nghĩ là công ty Binance sẽ còn có nhiều dịch vụ hơn thì công ty Binance luôn tạo ra nhiều cách để làm cho đồng BNB có giá trị bằng cách tăng cái nhu cầu lưu trữ đồng BNB. Như lịch bài đã nhớ là cái tay 10 tháng thì lúc đó là sàn Binance ra thông báo là những người nào mà có liên giới thiệu thì nếu như mà người đó lưu trữ hơn 500 đồng BNB ở trong chương mục thì cái tiền quê hồng của bạn nhận được ở trên sàn là sẽ tăng lên tới mức là 40% nghĩa là tăng lên gấp đôi. Nếu như mà không có 500 đồng BNB ở trong tài khoản thì bạn chỉ nhận được 20% cái phí quê hồng. Cho nên vì lý do đó bản thân thuận cũng lưu trữ ít nhất là 500 đồng BNB ở trên sàn Binance hiện tại để được hưởng cái số lượng quy hồng cao hơn và thường nghĩ là thuận không có ngoại lệ có rất nhiều người lưu trữ hơn 500 đồng BNB để được thưởng cái số quy hồng này và những bên nào mà có hứng thú muốn gia nhập sàn Binance hay là muốn hỗ trợ thuận capital thì cái link sàn Binance sẽ nằm ở phía dưới video này nếu như các bạn muốn gia nhập vào sàn Binance và thuận cảm ơn các bạn trước và trước khi mà chúng ta tiếp tục nếu như các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp đỡ kênh tiếp tục phát triển. Một lý do khác nữa mà làm cho cái nhu cầu của đồng BNB ngày càng tăng lên là bây giờ các bạn cũng đã biết là không những là các bạn có thể sử dụng đồng BNB để mà được giảm phí giao dịch ở trên sàn Binance mà các bạn có thể sử dụng đồng BNB để mà trả rất nhiều cái chi phí khác nhau như là các bạn có thể mua đồ ở trên Gifto hay là trả chi phí du lịch qua bên Travel Bybit hay là sử dụng đồng BNB để mà trả tiền thẻ tín dụng của các bạn thông qua Crypto.com và vô số những nơi khác chấp nhận thanh toán bằng đồng BNB như là một loại tiền tệ. Còn khi mình nói về sàn Binance thì các bạn đã thấy được là sàn Binance là một sàn mà có bảo hiểm Nhưng mà bảo hiểm này là tự sàn đưa ra Bằng cách là các bạn thấy được là từ tháng 7 năm 2018 Thì sàn Binance sẽ thông báo là 10% của tất cả phí giao dịch là sẽ để vào một nơi an toàn Và cái quỹ đó là sẽ dùng để lỡ nhưng mà sau này sàn Binance mà bị hack hay là bị sự cố Thì cái số tiền 10% này thì dùng để mà bồi thường mọi người và một số người tin tưởng sàn Binance là tại vì sàn này tự bảo hiểm cho mình nhưng mà các bạn cũng nên biết là Thường không bao giờ ủng hộ các bạn để tiền trên sàn giao dịch Thường vẫn nghĩ là các bạn cần phải tự lưu trữ tiền tuy nhiên lưu trữ tiền thì cũng có cái sự nguy hiểm riêng nhưng mà các bạn tự nghĩ đi các bạn có tập trung tất cả tiền các bạn có mà để chung một chỗ hay là không Thường nghĩ là các bạn chia ra làm nhiều nơi để mà để nhiều ngân hàng khác nhau hay là nhiều vị trí khác nhau thì không có lý do gì mà tiền kỹ thuật số các bạn lưu trữ cho một sàn duy nhất lỡ như mà sàn đó có sự cố gì thì rất khó nói 10% này có đủ để mà trả lại cái số tiền mà mọi người mất trên sàn hay là không Đó là một điều mà không ai biết được cho tới khi nào mà chuyện đó xảy ra Đó là một điều mà các bạn cần lưu ý Nhưng mà dù sao đi nữa, sàn Binance cũng là một trong những sàn mà tự bảo hiểm cho mình Hiện bây giờ những sàn có bảo hiểm thì không nhiều Điều kế tiếp thì là một điều mà chúng ta cũng đã từng nói tới Đó chính là liên quan tới cái sự ra đời của Binance Chain Blockchain riêng của Binance Và sau khi mà, mà blockchain riêng này được thành công Thì lúc đó là cái đồng ESC20 Đồng BNB hiện tại ở trên cái mạng lưới của Ethereum sẽ di chuyển qua mạng lưới của Binance Chain Và cùng với cái thời điểm này đó chính là sự ra mắt thử nghiệm của sàn Binance phi tập trung Binance Dex Chúng ta không cần phải nói chi tiết trong video ngày hôm nay Nhưng mà nào mà muốn biết chi tiết thì trên màn hình các bạn sẽ có một cái link các bạn bấm vào để mà xem cái video tôi đã làm trước đây về tài liệu liên quan tới Binance Chain và Binance Dex và Binance Dex cũng là một trong những cái điều mà dẫn tới cái nhu cầu của BNB tăng lên tại vì các bạn cần phải có đồng BNB để mà giao dịch ở trên cái sàn này và những cái dự án nào mà muốn lên trên sàn Binance Dex thì cái phí lên sàn sẽ được giảm nếu như mà sử dụng đồng BNB cho nên có thể là có một số tổ chức thu mua đồng BNB hiện tại hy vọng là sau này có thể được lên trên sàn phi tập trung của Binance, Binance Dex một điều chúng ta cần sẽ nói tới nhưng mà không phải trong video này là tuy là chúng ta nói tới sàn Binance Dex là sàn Binance phi tập trung nhưng mà thật ra sàn này là không có mấy gì phi tập trung phần lớn các nô hiện tại là của Binance nhưng mà một điều mà khá quan trọng đối với giá cả đó chính là cái số lượng của đồng BNB ở trên thị trường các bạn thấy được hiện bây giờ là có 144 triệu đồng BNB ở trên thị trường nhưng mà sau này tổng số lượng đồng BNB chỉ còn có 100 triệu Thực ra trước đây khi mà đồng BNB ra đời các bạn sẽ thấy được ở trên coin market cap là đồng BNB chúng ta nhìn vào tổng số là 189 triệu Trước khi ra đời trước đây là gần như là 200 triệu Nhưng mà tại sao sau này Các bạn chỉ thấy là chỉ còn lại có 100 triệu Tại vì cái số còn lại sẽ bị đốt đi Thì như bạn cũng đã biết là đồng Binance Thì mỗi một chu kỳ, mỗi một 3 tháng Thì sàn này đã sẽ đốt đi một số đồng Nếu như mà có lợi nhuận Thì sàn Binance sẽ dùng cái lợi nhuận của 3 tháng đó Mua lại một số đồng BNB trên thị trường Và sau đó đốt đi Lần cuối cùng sàn Binance đốt đi là cách đây 2 tháng Lúc đó là ngày 16 tháng 1 năm 2019 thì sàn Binance sẽ đốt đi là 1,6 triệu đồng BNB trị giá là khoảng 9,4 triệu đô la mà cách mà sàn Binance đốt đồng BNB thì là gửi tới cái địa chỉ các bạn thấy ở trên màn hình thì khi mà gửi tới cái địa chỉ đó thì chúng ta sẽ không thể nào lấy ra được nữa tại vì địa chỉ này là không có khóa cá nhân đây là một cách đốt đồng cũng tương tự như là nhiều dự án khác cũng là một cách nhân tạo để tạo ra cái sự khan hiếm của đồng BNB và cũng là một trong những cách làm cho nhu cầu đồng BNB ngày càng cao hơn và ngày hôm nay thì CZ của Binance sẽ livestream hỏi tư bất cứ điều gì và trong cái cuộc livestream này đã có rất nhiều câu hỏi được đưa ra và chủ yếu là xoay quanh tương lai của Binance là như thế nào trước hết thì CZ của Binance sẽ hứa hẹn là sau này sẽ có nhiều cuộc livestream hơn các bạn có thể tìm thấy cái cuộc livestream này ở trên YouTube cái link sẽ ở trên màn hình cho các bạn thì một số điều đã được nói tới trong cuộc livestream này theo nó bao gồm loại bỏ một số đồng crypto là một điều rất cần thiết trên các sàn giao dịch Gần đây các bạn cũng đã biết là chúng ta đang nói tới là sàn Binance mới vừa loại bỏ thêm 5 đồng Và sau này sẽ càng có nhiều đồng loại bỏ hơn nếu như mà những đồng đó không đạt được tiêu chuẩn Kế đó thì CZ nói tới Binance Launchpad Và theo tôi nghĩ là Binance Launchpad là yếu tố quan trọng nhất gần đây dẫn đến sự tăng trưởng của đồng BNB Đây đơn giản là một nền tảng gây dựng và bán ICO và gần đây thì rất là hot Các bạn thấy được là tất cả những dự án được đưa ra thì chỉ trong vòng vài phút hay là vài giây đã bán hết tất cả các token ở trên cái Binance Loan Path này và sau khi bán thì một số đồng đã được lên trên sàn Binance này giao dịch các bạn thấy những đồng như là BitTorrent và các bạn cũng đã nhớ là năm 2017 lúc mà thị trường lên cao thì ở thời điểm đó có rất nhiều ICO lúc đó là cơn sốt ICO làm cho đồng Ethereum lên giá rất cao tại vì mọi người có nhu cầu mua Ethereum để mà đầu tư vào các ICO thì cũng tương tự các bạn nhìn vào Binance path này thì những cái dự án mà các bạn nhìn thấy được là phần đông là sử dụng đồng BNB như là dự sắp tới đây dự án là sử dụng đồng BNB để mà mua cái token này hay là Fetch.ai các bạn thấy được là sử dụng đồng BNB để mà mua BitTorrent thì các bạn thấy là sử dụng đồng BNB và sử dụng đồng Tron là có thể mua được và các bạn thấy được là phần đông là sử dụng đồng BNB để mà mua vì lý do đó tôi nghĩ là có một số người lưu trữ đồng BNB chủ yếu là để tham gia vào những cái ICO này ở trên sàn Binance và đây là một trong những điều làm thường rất bất ngờ tại vì các bạn thấy được là gần đây ICO gần như đã chết đi không có nhiều ICO mà nhiều người nói tới nhất nhưng mà không ngờ khi mà sàn Binance during dự ICO này thì nhu cầu lại cao như vậy Và CZ nói là thành công của Binance Launchpad là dựa vào lựa chọn những cái ICO tốt, những cái dự án tốt để mà đưa lên Và cái sự thành công của Binance Launchpad gần đây cho mọi người thấy được là không phải là thị trường này không hứng thú với ICO Chỉ là thị trường này chỉ hứng thú với những ICO tốt mà thôi Và điều khác nữa được nói tới trong cái livestream này là cộng đồng Binance rất là mạnh và nhiều người ủng hộ Và sang Binance phục vụ khách hàng rất tốt Trong vòng một ngày là thường sẽ trả lời 99% của tất cả những cái phiếu mà cần được hỗ trợ ở trên sàn Binance này Điều kế tiếp mà CZ nói tới là Sau khi mà Binance Chain được thành công Thì ở thời điểm bây giờ là 8 đồng EAC20 trên mạng lưới Ethereum Sẽ được di chuyển qua trên Binance Chain sau này Kế đó thì trên Binance Chain Những người mà sáng lập những cái dự án Tạo ra những cái token ở trên mạng lưới này Không có khó hơn bây giờ các bạn thấy là tạo những token Ở trên mạng lưới Ethereum Và các bạn cũng đã nhớ là gần đây thì công ty Binance Mua lại công ty Trust Wallet Đây là một công ty làm các ví điện tử thì sau này, sau khi mà những cái token được tạo ra ở trên Binance Chain Thì những token đó sẽ được hỗ trợ bởi cái Trust Wallet Thật ra các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng mạnh của đồng BNB Trong thời gian gần đây là thật rất bất ngờ Tại vì các bạn thấy là đồng BNB, cái dự án Binance này trước đây là một sàn giao dịch Và cái token chỉ đơn giản là để sử dụng để giảm giá khi mà giao dịch Chứ không phải như là những dự án như là EOS hay NEO Khi mà những cái mạng lưới được tung ra thì đó là một mạng lưới công nghệ Và dựa theo công nghệ để mà phát triển sau này các bạn thấy được là Binance Chain thì bây giờ là mới bắt đầu ra mắt sau khi mà đồng BNB đã ra mắt cách đây là hơn một năm và đối với thuận thì cái sự thành công của đồng BNB là dựa vào bao yếu tố yếu tố thứ nhất đó chính là yếu tố liên quan tới tổng giám đốc điều hành của sàn Binance CG CZ yếu tố thứ hai là đội lãnh đạo của công ty Binance này có tiếp tục gây ra những cái sự khan hiếm nhân tạo như là bạn thấy được là liên quan tới đốt đồng BNB và gây ra cái sự nhu cầu của đồng BNB ngày càng tăng hơn như là kiếm thêm nhiều đối tác chấp nhận thanh toán bằng đồng BNB hay là do những cái chiến lược như là những người nào mà sử dụng đồng BNB thì có thể là được hưởng quay hồng cao hơn hay là những dự án nào mà lưu trữ đồng BNB thì sẽ được hưởng lợi nhuận ở trên Binance Chain sau này Và yếu tố thứ ba đó chính là Binance Chain Binance Chain sau này khi mà ra mắt có đủ sức để mà cạnh tranh với những dự án lớn bây giờ như là EOS NEO, Ethereum hay là không và thậm chí là Cardano thì đây là ba yếu tố thường cảm thấy quan trọng nhất liên quan tới cái sự phát triển của đồng BNB sau này và nếu như các bạn muốn đầu tư vào đồng BNB thì các bạn phải có lòng tin vào ba điều đó nếu như mà các bạn tin tưởng là ba điều này tiếp tục phát triển sau này thì giá cả có thể đã được tăng nếu như không thì giá cả có thể là tiếp tục đi xuống thì hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay các bạn có cảm nghĩ như thế nào thì hãy comment ở phía dưới và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này Để nhận được những thông tin mới nhất Và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital Hay cần link các sàn giao dịch Hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số Thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới cái video này Tạm biệt các bạn